trời tiếng Việt không? Phục mong không biết nói gì hết trơn. Mình là Trương Nhật Khang. Mình là du học sinh. Để chỗ này hè này mình về để nói chung là go on internship và like, trải nghiệm rồi improve mấy cái soft skill và tham gia cái khóa public speaking này. Nói chung á là mình không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng đối với mình á là soft skill là rất là quan trọng, mà đặc biệt là public speaking. Mà khi mà mình đi học đại học á, mình cảm thấy là nhiều khi là những cái presentation, là những cái lúc mà mình nói trước công chúng, đặc biệt là những cái hội trường kiểu cả ngàn người, cả trăm người, thì nhiều khi mình cảm thấy rất là sợ. Đây là mà mình muốn improve càng sớm càng tốt, cho nên là mình tham gia cái khóa học này. Thiệt ra thì mình cũng không chắc là cái thay đổi lớn nhất là gì, nhưng mà mình có thể cảm nhận được cái rõ rệt là cái sự phát triển, cái improvement của mình. Là ví dụ như là thường á, khi mà trước đó mình nói với công chúng thì mình hơi kiểu bị nervous, nhưng mà khi mà mình tham gia khóa này, người ta chỉ cách là chỉ mình là cách để kiểu để cảm thấy calm down, để không còn nervous nữa. Rồi nhiều khi là cách di chuyển trên sân khấu, là nhiều khi mình đứng yên một chỗ thôi, mình sẽ cảm thấy rất là kỳ cục và rất là kiểu không có tương tác với khán giả, học viên với đại giáo viên. Tại vì nhiều khi giáo viên là sẽ là cái người mà motivate và inspire mình để mình có học tốt hơn. Rồi học viên cũng rất là kiểu thân thiện này nọ, giúp mình có thể tạo ra một cái môi trường rất là năng động và giúp mình có thể phát triển cái kỹ năng mềm này. Thì nói chung là như nãy mình đã nói thì public speaking là một soft skill. Và dĩ nhiên là khi mà mình lớn lên mà để muốn thành công, mà khi mà mình làm trong những công ty lớn nước ngoài này nọ, dĩ nhiên khi mà mình làm cái public speaking rồi mình kiểu đi interview rồi đó, nói chung là mọi thứ nó cộng lại nó sẽ giúp mình nói chung là thành công trong cuộc sống thôi. Còn nói chung là mình có rất là nhiều nhắn nhủ, nhưng mà mình muốn nói những ý chính, đó chính là các bạn phải tự tin ra. Như hồi nãy mình có nói thì là kiểu get out of your comfort zone, là bởi vì nhiều khi bạn quá là sợ hãi khi mà nói với công chúng. Nhưng mà đó là một trong những cái skill mà bạn rất là cần để muốn bạn, nếu như mà bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn muốn cảm thấy vui, là bạn có thể expand cái networking của bạn với rất là nhiều mọi rất là nhiều người khác nhau. Nói chung là cứ cố gắng hết mình, bởi vì cũng giống như mình là điểm bắt khởi điểm thì cũng không có quá là giỏi public speaking, nhưng mà khi tham gia cái course này, dần dần khi mà mình tiếp thu được những kiến thức này, mình ráng tham gia những cái hoạt động như là Toastmaster, và mình ráng apply những cái technique này, thì dĩ nhiên là mình hy vọng là sẽ improve trong tương lai. Thật ra thì hồi nãy mình cũng làm một cái survey liên quan tới những thầy cô ở đây á, thì có cái câu hỏi là điểm mạnh và điểm cần cải thiện. Thì mình chỉ ghi điểm mạnh, tại điểm cần cải thiện mình cảm thấy là thầy cô ở đây là quá là perfect rồi. Dĩ nhiên là ai cũng cần improve, nhưng mà it's time, mà Chris dạy it's time, thì mình cảm thấy là mình rất là thích thú và rất là đồng tình cái cách mà họ truyền đạt những kiến thức cho mình. Cảm ơn Chris và Lan Anh đã giúp mình skill này, hy vọng là trong tương lai á thì sẽ được gặp lại ở những cuộc thi public speaking lớn trên toàn thế giới. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Okay.